Xin chào các bạn. Sau video nói về sự tụt pin bất thường của điện thoại di động, hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua một vấn đề khác cũng quan trọng không kém và thậm chí là nguyên nhân chính gây nên cái chết của rất nhiều cục pin điện thoại, đó là sạc chập chờn hoặc thậm chí là không sạc được. Đây là điều gây đau đầu cho rất nhiều bạn trẻ thường xuyên dính, không phải dính cái đấy nhá, mà là dính với chiếc điện thoại di động. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, như là sử dụng thiết bị tại những vùng có khí hậu độ ẩm cao này, hay là sử dụng điện thoại sau một thời gian dài, hoặc thậm chí là thiết bị vừa được cho đi tắm ở dưới bồn cầu chẳng hạn, vân vân. Khi nhận thấy điện thoại sạc chậm hơn bình thường hoặc sạc chập chờn, đừng lo lắng quá mà đổ tội ngay cho cục pin hoặc là bộ sạc điện thoại của bạn bị hỏng, dẫn đến những khoản chi phí phát sinh không đáng có. Và trong cái video này hơi dài, có lẽ là chúng ta sẽ có hai phần đi. Và trong hai phần của video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài thủ thuật cũng như là giải pháp để có thể khắc phục phần nào, thậm chí là khắc phục hoàn toàn tình trạng đáng ghét này cho em điện thoại cưng của bạn. Như mình đã nói khi nãy thì vấn đề xảy ra tùy thuộc vào các nguyên nhân cũng như mức độ khác nhau, và tất cả đều dẫn đến những hậu quả như là điện thoại của các bạn bất ngờ sạc rất chậm hoặc thậm chí là không sạc được. Và sau đây sẽ là một số giải pháp khắc phục. Đầu tiên đó là kiểm tra các chân tiếp xúc tại cổng USB. Chờ mình tí để mình đi lấy cổng USB. Ok, dây USB đây rồi. Đây được coi là giải pháp nhanh nhất và dễ thành công nhất đối với các điện thoại đã sử dụng lâu năm. Điện thoại đã sử dụng lâu rồi thì nguyên nhân nằm ở việc sau một thời gian dài sử dụng với nhiều loại cáp sạc khác nhau thì bề mặt kim loại ở bên trong cái cổng tiếp xúc của cổng sạc ấy nó sẽ bị cong hoặc là bị lỏng do tần suất cắm ra rút vào dây sạc quá nhiều lần. Giải quyết vấn đề này khá là đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là tắt điện thoại đi, tháo pin ra nếu có thể, và sử dụng những vật nhỏ như là cái kim hoặc là que tăm nhỏ, khẽ đẩy cái chân tiếp xúc xuống phía dưới để cho nó có thể tiếp xúc chặt chẽ hơn với cái dây sạc. Cần lưu ý là bạn cần làm thao tác này thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Tốt nhất là cấm bất cứ ai lảng vảng lại gần khu vực mà bạn đang hành sự. Bởi vì trong những giây phút căng thẳng như vậy thì chỉ cần một cái vỗ nhẹ từ gấu hoặc là mấy thằng bạn thân mất dạy thì bạn có thể bị bất ngờ và làm gãy luôn cái cổng USB của điện thoại đấy. Tiếp theo là vệ sinh cổng USB. Cổng USB bị bẩn trong quá trình sử dụng là một thực trạng khá phổ biến trong điều kiện môi trường sống có nhiều bụi bẩn và ẩm mốc như hiện nay, nhất là ở Việt Nam. Điều này sẽ nhanh chóng dẫn đến một hệ quả là các chân tiếp xúc tại cổng USB bị oxy hóa, tạo thành một lớp oxit bao phủ bề mặt kim loại, cái ở bên trong này ấy. Và kết quả là dòng điện cấp thông qua cổng USB sẽ không được ổn định, thậm chí là trong một số trường hợp là làm gián đoạn toàn bộ dòng điện tại điểm tiếp xúc này, khiến thiết bị không thể sạc được. Giải pháp đưa ra lúc này là bạn cần sử dụng một vật nhỏ như là que tăm để trà sát liên tục lên cái bề mặt ở các chân tiếp xúc nhằm đánh bay cái lớp vỏ oxit kim loại đi. Hoặc bạn có thể sử dụng một cách khác nếu đủ kiên nhẫn, đó là liên tục cắm ra rút vào khỏi cổng USB trong một khoảng thời gian dài. Điều này được lý giải là để cho hai đầu kim loại tiếp xúc liên tục với nhau nhằm đánh bay lớp vỏ oxit kia đi. Đại khái là lấy cái nọ cọ cọ và cái kia cho nó mài bay lớp oxy hóa là tạm ổn. Cách thứ ba đó là đổi dây cáp khác. Một số trường hợp không sạc được điện thoại là do nguyên nhân từ việc dây cáp bị tổn thương, nhất là với các dây cáp Lightning của Apple, một thứ rất đẹp nhưng cũng rất yếu sinh lý. Điều này đến từ việc chất liệu cao su cấu thành vỏ của một số loại cáp quá kém hoặc là quá mỏng, dẫn đến việc dây cáp khó chịu được lực kéo giãn hoặc bị đứt ngầm do bị người dùng để trong tình trạng xoắn quẩy quá nhiều và quá lâu. Đấy, bạn nào mà hay vò dây cáp để vào túi hay ba lô là không nên làm như vậy nhé. Do đó nếu phát hiện ra dây cáp USB của điện thoại có dấu hiệu bị rách vỏ ngoài, thường là đoạn tiếp xúc với rách nhựa USB và điện thoại của bạn, thì bạn không sạc được hoặc là sạc chậm hơn bình thường, thì hãy thử chuyển sang sử dụng một chiếc cáp USB khác mà bạn tin chắc là nó còn dùng được. Nếu vấn đề của bạn vẫn chưa được giải quyết thì hãy tìm đến một giải pháp tiếp theo mà mình sẽ trình bày ngay sau đây. Đó chính là kiểm tra cục sạc và nguồn điện. Nếu việc thay cáp không giải quyết được vấn đề mà bạn chắc chắn là dây cáp của mình vẫn xài rất tốt ấy, thì bạn sẽ cần chú ý tới cục adapter sạc của mình. Có một sự thật là rất nhiều cục sạc hiện tại, dù được đóng mác chính hãng hay thậm chí là bán kèm máy, nhưng lại rất lỏng lẻo trong việc kết nối với các dây cáp. Để kiểm tra chúng thì bạn hãy lấy tay day day nhẹ vào cái phần kết nối giữa cục sạc vào các USB, cái cổng USB của nó ấy. Day day cái có cái phần nhựa ở trong ấy, day day day. Đó, để xem điện thoại có điện hay không, cắm vào day day. Trong trường hợp lúc đầu điện thoại không sạc được và lại sạc được sau khi là làm cái động tác đấy thì chứng tỏ là phần USB ở cục sạc đã bị hỏng, và bạn có thể khắc phục bằng cách chèn một miếng giấy nhỏ vào đầu USB. Cái này hơi khó tả nhưng mà thôi mình cứ nói thế thôi nhé, các bạn làm được thì được, không được thôi. Lấy giấy chèn vào cầu USB được để nó có thể lắp khít hơn vào đầu USB cái ở cục sạc. Đấy, trong trường hợp điện thoại sạc chậm thì bạn tốt nhất là không cần phải làm động tác trên làm gì, bởi rất có thể cục sạc của bạn có vấn đề về điều chỉnh dòng điện sạc bên trong hoặc thậm chí là sắp hỏng.
Cách xử lý lúc này là rút ngay điện thoại của bạn khỏi bộ sạc, bởi việc duy trì dòng điện yếu và kém ổn định trong thời gian dài sẽ rất có hại cho linh kiện bên trong điện thoại, nhất là phần cảm ứng ở bên trên màn hình. Thay vào đó, bạn nên sử dụng một cục sạc khác mà bạn chắc chắn là dùng tốt, hoặc ít nhất là đừng sử dụng một cục sạc rẻ tiền. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chắc chắn nguồn điện bạn đang sử dụng để sạc điện thoại là đúng với tiêu chuẩn dòng điện trên cục sạc, cũng như là sự ổn định của mạng lưới điện vào thời điểm bạn sạc điện thoại. Thực ra điều này chỉ mang tính chất tương đối, bởi hầu như tất cả mạng lưới điện dân dụng trên nước ta hiện nay đều sử dụng dòng 220V, chắc chắn luôn. Hơn nữa thì bản thân mỗi cục sạc hiện đại bây giờ cũng có khả năng ổn định dòng điện sạc và có thể thích nghi được với từ 100 đến 220V tùy các thị trường thế giới. Mình chỉ nói thêm để cho những bạn thích sự mới mẻ và đam mê mạo hiểm bằng việc leo lên cột điện cao thế xong rồi sạc điện thoại. Thứ năm là các bạn hãy chú ý đến môi trường mà bạn cắm sạc. Bên cạnh việc chẩn đoán về linh kiện, thiết bị và phụ kiện sạc như mình đã nói, thì bạn cũng nên chú ý tới môi trường xung quanh mà chỗ bạn cắm sạc, cho thiết bị có gần với nước hay không, có quá nóng hay là quá ẩm ướt hay không. Mark Daily từng thông tin đến các bạn các trường hợp thiết bị di động phát nổ như bom vào giữa đêm trong các điều kiện tương tự, hoặc nhẹ nhàng hơn là chỉ làm phồng pin điện thoại hay là bốc cháy một tí thôi mà. Về cơ bản thì việc sạc pin không tạo ra nhiều nhiệt lượng, nếu không muốn nói là cực kỳ ít. Nhưng môi trường mà bạn cắm sạc lại phần nào tác động đến quá trình sạc điện thoại của mình. Nhìn chung ý, tốt hơn là hãy đảm bảo rằng bạn đang cắm sạc điện thoại trong một môi trường đủ khô ráo, thoáng mát, và tốt nhất là đừng nhét điện thoại dưới gối, hay mùa đông thì cũng đừng kẹp điện thoại vào nách ngủ cho ấm là được. Nếu như bạn làm theo những thứ mà mình chém từ đầu đến giờ ấy, nhưng mà vẫn không giải quyết được vấn đề, thì vẫn còn một cách để giúp bạn. Và cách này cũng là để kết thúc phần 1 của series video hôm nay, đó chính là thay pin. Vâng, như thường lệ, mình luôn cố gắng đem đến cho các bạn những cách tốn tiền nhất để kết thúc những video như thế này. Nhưng mình cũng chắc chắn rằng nó sẽ giúp giải quyết triệt để nhất tình trạng mà bạn đang gặp phải. Pin luôn được coi là thành phần có độ lì lợm bậc nhất về mặt phát triển công nghệ so với tất cả các linh kiện khác bên trong một chiếc điện thoại. Pin cũng có một tuổi thọ không dài, và sau một vài năm, nó đã bắt đầu đòi yên nghỉ, hòng móc túi một khoản tiền từ người dùng trước khi nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, nếu sự việc này diễn ra chỉ sau vài tháng bạn mua máy mới ấy, thì tốt nhất là nên gọi sự trợ giúp từ đơn vị bảo hành chiếc điện thoại của bạn, bởi rất có thể cục pin điện thoại của bạn đã bị lỗi từ khi xuất xưởng. Lúc đó thì hãy ăn vạ thật nhiệt tình và bạn sẽ được sửa chữa, hoặc thậm chí là đổi một cái mới miễn phí cũng nên. Vậy là video của chúng ta cũng đã tương đối dài rồi, thế nhưng mà mới chỉ được một nửa câu chuyện thôi, vẫn còn vài giải pháp nữa đang chờ đợi các bạn trong phần tiếp theo. Nếu xem hết cái video này mà điện thoại của các bạn vẫn còn chập chờn, sạc cả đêm không đầy, thì hãy bình tĩnh và chờ đón phần 2 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.